mỗi con người đều có trải nghiệm. Cha có trải nghiệm của cha, cha có sự mắc kẹt của cha, cha cũng có nỗi đau của cha. Có thể ngày xưa cha mình và mẹ mình lấy nhau đâu yêu đương gì đâu. Và có thể cha mình cũng đang phải chịu đựng mẹ mình đấy chứ, có phải tận hưởng tình yêu đâu. Muốn thay đổi hành vi thì phải thay đổi cảm xúc. Bởi vì cảm xúc thúc đẩy hành vi. Bạn có cảm xúc yêu thương thì hành vi khác, bạn có cảm xúc ghét bỏ, hành vi khác đấy. Nên là mình phải thay đổi cảm xúc. Làm thế nào để thay đổi cảm xúc? Sự kiện đây, tình huống và con người không thay đổi, vẫn là cái lúc chị 13 tuổi, vẫn là bố chị đi ngoại tình. Đấy là tình huống và con người không thay đổi. Chỗ này nhá, tình huống nhá. Tình huống, con người thì đâu có thay đổi đâu. Không thay đổi, vẫn thế. Sự kiện trong quá khứ đấy, vẫn thế luôn. Thế thì ta thay đổi cái gì? Ta thay đổi kết luận. Khi kết luận thay đổi, thay đổi cái kết luận này, đưa ra cái kết luận khác, thì cảm xúc sẽ khác. Ngày xưa mình nghĩ rằng cha mình chẳng ra gì, chả ra gì cả. Nhưng bây giờ quay ngược lại, mình hiểu như này: mỗi con người đều có trải nghiệm. Cha có trải nghiệm của cha, cha có sự mắc kẹt của cha, cha cũng có nỗi đau của cha. Có thể ngày xưa cha mình và mẹ mình lấy nhau đâu yêu đương gì đâu. Và có thể cha mình cũng đang phải chịu đựng mẹ mình đấy chứ, có phải tận hưởng tình yêu đâu. Có thể cha mình mẹ mình mất kết nối với nhau từ rất lâu rồi. Hoặc là cha mình không được mẹ mình tôn trọng hay như thế nào đó, hay nhu cầu nào đó của cha không được đáp ứng, và vì thế cha mới có hành vi như vậy. Thì bây giờ mình đưa ra kết luận khác, mình không oán hận nữa mà mình thương cha. Bởi vì cha cho mình cơ thể này đã đủ để mình biết ơn rồi. Và cha có cuộc đời của cha, có nỗi đau của cha, có trải nghiệm của cha. Nên bây giờ mình không hận nữa, mà mình đưa ra kết luận khác là thương. Thương. Và khi mình có kết luận khác thì cảm xúc khác. Cảm xúc khác. Và lúc này cảm xúc là gì? Là thương đây, đúng không? Cảm xúc là thương yêu. Thương quá đi chứ. Thế thì bây giờ khi có cảm xúc khác thì hành vi tương lai sẽ khác. Hành vi khác. Xưa đây hành vi là từ bố, là chửi, là đuổi. Thế bây giờ chị gọi điện về cho bố, xin lỗi bố, đón bố lên thành phố, mua quà cho bố, họp gia đình lại, cho bố về nhà thắp hương cho mẹ, họp gia đình lại, cho các em gọi bố như bình thường để kết nối với bố. Thế là chị có hành vi khác rồi. Và khi chị chữa lành được với bố thì chồng tự nhiên thay đổi, con cũng thay đổi. Bởi vì cái trường năng lượng gây ra cái vấn đề đấy nó biến mất rồi, thì tất cả những cái quả khác nó cũng biến mất luôn. Nên chữa lành không phải là chữa lành hành vi đâu các anh chị, mà chữa lành cảm xúc. Làm thế nào để chữa lành được cảm xúc? Bắt đầu phải từ sự kiện đó. Tình huống và con người không thay đổi, nhưng bạn và tôi có thể đưa ra những kết luận đầy tích cực. Chúng ta sẽ đưa ra những kết luận đầy sức mạnh. Kết luận khác. Kết luận khác thì cảm xúc khác. Cảm xúc khác thì hành vi khác. Mà hành vi khác thì cuộc đời mình khác. Cuộc đời mình thay đổi. Đấy. Vậy thì chữa lành cái gì? Chữa lành cái cảm xúc của mình ấy. Đấy, cuộc đời đơn giản thế thôi, nhưng mà bao nhiêu năm nay có hiểu đâu. Cuộc đời cực kỳ đơn giản nhé. Bao nhiêu năm nay có hiểu cái điều này đâu. Cứ hận người này, bực người kia, khó chịu với người nọ, và chuyên đưa ra những kết luận tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực thì hành vi tiêu cực. Tình huống và con người thì không thay đổi đâu. Thế nên là khi lần sau mà cô đang hỏi là quá khứ có thay đổi được không, thì câu trả lời là gì ạ? Là có nhé. Có thay đổi được. Đương nhiên tình huống và con người thì không thay đổi rồi, nhưng cái ta thay đổi đấy là gì? Là kết luận về cái quá khứ đấy. Là cái gì? Là cảm xúc ở cái sự kiện đấy. Ta sẽ thay đổi cái thứ đấy. Thì hành vi hiện tại và tương lai của chúng ta sẽ thay đổi.
Nên là quá khứ sẽ thay đổi được các anh chị. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.